vâng xin chào bác cho anh em à, ngày hôm nay bên em có về mẫu vang cơ mới cho bác anh em đầy đủ cổng quang bluetooth và vẫn có điều khiển các bác nhé à, mẫu này thì em đăng lên zalo và đăng lên uh, trên uh, fanpage thì rất nhiều anh em hỏi về, về mẫu vang cơ này mẫu vang cơ B3 màu uh, là fx 16 các bác nhé có dàn đèn uh, nháy cực kỳ đẹp và bắt mắt màn hình lớn hiển thị đầy đủ thông số và tất nhiên là vẫn có cổng quang bluetooth và như em đã nói, có điều khiển đây nhiều cổng ca lông phía sau để cho bác các anh em có thể kết nối đầy bốn kênh riêng biệt luôn đây, cổng srao cổng mê snmnmn đây đây là các cổng đầu ra nhà các bác nhé và có cả thêm cái nữa rất nhiều anh em có hỏi em thì đây là cái cổng mic cắm ca lông và có riêng cho các bác anh em đây để. và trước đây thì em sẽ mở cái lớp chống xước ra cho bác anh em nhìn được rõ ràng hơn à, quay mọi lần thì em cứ để cái lớp chống xước này cho bác anh em cũng không quên không nói cho bác thường từ ở trên mặt mica này đến cả bên phía màn hình nó đều có một cái lớp uh, ly đông chống xước như này anh em về không biết thì thấy nó xước các bác bảo là em gửi hàng cũ chứ không phải các bác nhá à, cái này thì uh, ngay bản thân ở trên uh, cái miếng mica khi sản xuất ra nó đã có cái lớp chống xước này rồi nên các bác về mà muốn sắc nét hơn thì các bác có thể uh, à uh, cái lớp chống xước bỏ bỏ ra thì nó sắc nét hơn Các bác nhìn không? Thảo là cực kỳ sắc nét đúng không ạ? Đây quay kỹ hơn một chút về uh, cho các bác anh em về những cái uh... chức năng của em nó. Đầu tiên là cái cái nút revert này thì nó không có chức năng revert đâu các bác nhá. Anh em thấy quảng cáo nhiều trên đấy bảo cái này có revert thì không có. Không có revert nào ghi chữ N rồi, không có N uh, revert nào là trái phải đấy cả, đúng không ạ? Đấy. Các nhiều giúp em. Đây là một kinh nghiệm để các bác anh em đi lựa chọn dòng băng cơ của cơ này số đây, delay Limit thì đây là phần eco rồi. Chỉnh cả được ở trong phần eco cái phần bass chống chép nữa nhé. Tương tự như thế thì sẽ là các phần tông mic và tông nhạc. Cái này khá là cơ bản đúng không ạ? Nhưng điểm đặc đặc biệt ở với em này thì ngoài cái dạng đèn đèn nháy này là cái mà anh em hỏi em rất nhiều. Đèn nháy này nó sẽ nháy theo cường độ nhạc vào các nhé, cường độ nhạc vào. Đấy em cho nhỏ nhạc xuống thì nó nó sẽ nháy chậm hơn nếu các bác muốn mà cái dàn đèn nháy này nó nháy đẹp hơn thì các bác có thể tăng âm lượng đầu vào và giảm nhỏ đẩy xuống đấy. ở bên này thì các bác nhìn nó hiển thị khá đầy đủ các thông số của con va như phần effect đang ở bao nhiêu mic uh, âm lượng thì bao nhiêu hoặc là nhạc có bao nhiêu chẳng hạn và đang chọn ở cổng chế độ đầu vào là như nào chuyển cổng chế độ này thì nó rất đơn giản các bác nhìn cái nút ở đây nó sẽ có cái nút input đây đúng không ạ có thể chuyển các cổng đầu vào ở đây đăng bluetooth thì các bác có thể chuyển các cổng sang như là uh, obt là cổng quang x một x hai phần này phần chống hú này nó sẽ hiển thị ở đây thì anh em nhìn uh, giúp em nhìn kỹ hơn chút nếu chống hú các bác bật lên ấy, thì nó sẽ có một cái khu, uh, khung mà đấy. Nên hiển thị lên các bác tắt đi nó mất cái khung ấy đi đấy. usb thì các bác cắm vào và nhìn các bác có sử dụng usb và nhạc usb anh em đi làm nhiều sự kiện chẳng hạn đấy hoặc là các bác tải nhạc về nghe Các bác nhớ giúp em là nhớ tải nhạc đuôi MB3 các bác nhé Các bác tải nhạc MB4 hay là những nhạc đuôi khác thì nó sẽ có thể là không đọc được Đây điều khiển đây rồi Điều khiển thì các bác có thể tắt tiếng tạm thời Đấy, Hoặc là tăng giảm âm lượng Tùy chuyển các mốt khác nhau ở đây nó có một cái rất là tiện khi các bác muốn mà chuyển trực tiếp sang chế độ bluetooth các bác bấm trực tiếp nút này nó chuyển trực tiếp sang bluetooth cho bác để kết nối điện thoại luôn quay một chút này vào phía sau thì ngoài cả như em đã có giới thiệu ở đầu video thì em này có cổng quang có bluetooth đấy có chuyển cổng chế độ thì tùy theo anh em sử dụng cổng nào thì các bác chuyển cổng chế độ để chọn cổng đầu vào nhé bluetooth này cổng quang này hai cổng AUX đây hai cổng AUX nó ghi rất rõ ràng này AUX một AUX hai đây là những cái nút giới hạn âm lượng như music volume này đấy hay là mic volume để giới hạn âm lượng để các bác muốn à, à, khi mà người ta có người nạ dùng hoặc là anh em không muốn ví dụ khi nó trẻ em nghịch chẳng bạn hết cỡ ở đây thì có tăng như thế nào thì nó chỉ giới hạn đến một mức nhất định thôi thì các bác chỉnh ở các nút phía sau này đấy. còn đây là cổng cắt súp cổng cắt súp thì cũng tương tự thôi chọn giải tần và âm lượng của tiếng súp ra và cổng center. Đặc biệt ở cổng center này các bác, nhiều anh em thì bảo cổng center này bị hỏng, không ra tiếng. Nhưng mà anh em chưa hiểu rõ về cái cổng center này. Nó là gọi là cổng uh, dành cho noa trợ lời đấy. Noa trợ lời thì các bác có thể là sử dụng uh, để bổ trợ thêm tiếng mic hoặc là bổ trợ thêm tiếng nhạc. Thì các bác sử dụng một cái nút đây, nhấn vào thì nó bổ trợ riêng tiếng nhạc. Nên nó chỉ xuất ra tiếng nhạc thôi. Tiếng mic thì nó không qua cổng này. Hoặc các bác nhả ra thì nó sẽ chỉ ra tiếng mic chứ không ra tiếng nhạc. Đấy, cái này tùy theo các bác sử dụng còn như đã nói ở trước là bốn cổng ra nha Đấy, surround hay main hay gì ở đây srsn đây là surround đây hai cổng này ra gần như là nó sẽ song song nhau các bác nhé song song nhau thì các bác uh, có thể đấu nối nhiều anh em đấu thì anh em bảo tại sao con này chạy như chạy mô vậy các bác cắm thì đôi khi anh không em không để ý thì các bác cắm đều hết là cổng r Ví dụ các bác cổng cổng sr và cổng mr này thì nó hai cổng này bản thân nó song song nhau Đấy này nó sẽ chạy như kiểu mô lô Các bác nhớ giúp em một là đã cắm phá cờ ở bên S Thì các bác phải cắm S, R, S, N Tương tự như thế ở bên uh, cổng main này Bên trái bên phải M, R, này Các bác nhớ giúp em nhé Và cổng red out này nữa này Cái phần cổng red out rất nhiều anh em nhầm lẫn về cái cổng red out này Các bác chỉ nghĩ là nó chỉ ra cổng nhạc bằng uh, uh, AV thôi Khi các bác cắm ở đây ra đẩy ra âm ni thì thấy một bên nhỏ Một bên to hoặc là tiếng nó tiếng nó không được đều nhau tiếng nó nhỏ hơn thì bác bảo là cổng này nó bị uh, hỏng hoặc là con uh, vang bị hỏng nhưng đây là cổng dành cho ví dụ, anh em uh, livestream anh em hoặc là anh em thích ghi âm nữa. đây gọi là cổng black out này gọi là cổng ghi âm đây Mà nhớ giúp em nhé chứ nó không phải là cổng uh, trực tiếp ra nhạc ra âm ni hoặc là đây cổng ra đây thì chỉ có bốn cổng này thôi bốn cổng cả lồng này còn đây thì uh, nó các cổng mic phía sau này hai cổng mic uh, 6 ly phía trước và một cổng cá lông, phía sau thêm một cổng cá lông nữa đấy là dành cho anh em nào thích cắm mic bằng cổng cá lông vào Đó. Rồi, hàng mới 100 trăm các bác nào có nhu cầu về em van B3 FX 16 Plus này thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em giá thì cực kỳ tốt cho anh em rồi rồi các anh em đang xem video thì nhớ cho một này đăng ký kênh xin một bác xin anh em